Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một trải nghiệm thật là vui vẻ và thú vị. Và các bạn đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta thì có muôn vàng điều kỳ lạ và thú vị mà chúng ta không thể nào khám phá ra hết. Vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn có trong chuyên mục chuyện lạ quanh ta. Mời các bạn cùng theo dõi. bất ngờ trước cuộc sống của cặp vợ chồng 1,1 m lùng nhất tỉnh Điện Biên. Đến bản hình xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo Điện Biên, hỏi về cặp vợ chồng lùng nhất tỉnh thì ai cũng biết. Hai năm chung sống với nhau, tuy cuộc sống không ít khó khăn, nhưng cuộc sống của họ lại luôn rạng rỡ tiếng cười. Anh Quang Văn Thịnh sinh năm 1994 là người dân tộc Thái được sinh ra ở Bản Hinh, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo trong một gia đình nông dân nghèo. Tuy nhà có tới bốn anh chị em và ai cũng cao to, nhưng không hiểu sao anh thịnh ngay từ bé đã không thể cao lên được mặc dù nó tức anh thịnh là con út chúng tôi cũng dồn vào chăm sóc nhưng nó vẫn lùng được cái nó thấp người nhưng ít ốm đau và cũng thông minh khi còn đi học cũng không chịu thua kém bạn bè đây là những chia sẻ của ông quàng văn dinh bố đẻ của anh thịnh cũng theo ông Dinh thì anh Thịnh có nét mặt luôn tươi cười, dù ai có trêu chọc nó cũng không cáu, đặc biệt nó biết hát nhiều bài hát và hát khá hay. Ở bản ở trường nó đều tích cực tham gia văn nghệ và được nhiều người quý mến. Cũng bởi nhà nghèo là mặc cảm về chiều cao khiêm tốn của bản thân, nên sau khi học xong lớp 10, năm 2012, anh Thịnh quyết định bỏ học lang thang về Hà Nội kiếm việc làm thuê. Thịnh trầm ngâm khi kể về những ngày lang thang kiếm sống của mình trên đất thủ đô em tin rằng về đó thì không chỉ kiếm được miếng ăn mà còn có thể tìm cách học được nghề phụ như sửa xe máy, thợ mộc, thợ nề. Vì thế nên dù người nhà can ngăn nhưng em vẫn quyết tâm tìm về Hà Nội xin việc bù lại chiều cao khiêm tốn. Thịnh luôn tươi cười ngay cả những khi gặp công việc nặng nhọc hoặc bị chủ quát mắng vô cớ. Vì thế dù không có tay nghề gì rõ ràng nhưng ở Hà Nội Thịnh cũng chẳng phải đói ăn. Anh làm đủ nghề để sống: quét rác, dọn vui vữa cửu vạn, rửa bát, lau nhà. Thịnh kể, nhiều người lúc đầu thuê em có lẽ chỉ vì thấy thương em bé và lùng, nhưng sau một vài lần thấy em làm việc có trách nhiệm nên họ cũng tìm gọi mỗi khi có việc. Sau những ngày lao động mệt nhọc, Thịnh lại lấy lời ca tiếng hát là niềm vui cho mình và bạn bè. Giờ thấy anh được một tổ chức từ thiện ở Hà Nội nhận vào. Thịnh kể rằng, vừa làm công nhân vừa làm ca sĩ, những chuyến từ thiện đến với vùng khó khăn, nếu có điều kiện là em lại tranh thủ biểu diễn văn nghệ cùng đoàn, giúp mọi người có thêm hứng khởi. Thế rồi, trong một đêm biểu diễn văn nghệ từ thiện cuối năm 2013, anh Tịnh bất ngờ gặp một thiếu nữ trạc tuổi mình. Và quan trọng hơn cả là khi em tìm cách đến gần để làm quen, cô ấy cũng chẳng cao hơn em. Sau này em mới biết rằng cô ấy cũng chỉ cao có một mét mút mà thôi. Người thiếu nữ anh Thịnh mới quen được là chị Trần Thị Hậu, quê ở Hưng Yên. Hơn anh Thịnh đúng một tuổi và cũng có những mặc cảm về thân phận tầm thước của mình. Chị Hậu tâm sự, bởi thế chúng em đã nhanh chóng quen nhau. Sau một số cuộc trao đổi qua điện thoại, rồi gặp gỡ trực tiếp, tình yêu đã đến từ lúc nào không biết. Cảm thấy có thể gửi đời cho nhau, lại được hai gia đình đồng ý. Năm 2015, anh Thịnh và chị Hậu đã chính thức làm lễ thành hôn. Thịnh tự hào khoe, em mê cô ấy vì thấy tính nết dịu dàng đảm đang chịu thương chịu khó còn cô ấy chắc cũng mê em ở cái tính hay cười hay hát thương vợ thương con nên mới theo em về cái xứ rừng heo hút nhiều khó khăn như thế này vừa đòi đưa đứa cháu nội Quang thị hồng phúc một tuổi con của anh thịnh và hậu để trung ngủ ông dinh vừa tâm sự rằng khi chúng nó lấy nhau chúng tôi cũng lo lắm chẳng biết sau này con cái làm sao May là năm ngoái vợ nó sinh đứa cháu gái này nên chúng tôi cũng vui hơn. Nhưng bây giờ cái lo lại về nhiều vì nhà tôi cũng chỉ làm nông nghiệp, đất sản xuất hạn chế. Hai vợ chồng nó không đứa nào cao hơn cái cuốc cái sẻn. Đến lấy một đồ gì trên nóc tủ, hai dây phơi quần áo thì cũng phải có người khác giúp. Nói gì đến làm công việc nặng. Rồi nay mai chúng tôi già yếu thì chúng sẽ sống ra sao? Nói về tương lai của gia đình mình, anh Thịnh bảo rằng vợ chồng em cũng lo lắm từ khi có con cho đến nay cuộc sống càng lúc càng khó khăn nhưng chúng em đã xác định sẽ vượt khó để sống thật hạnh phúc chăm lo tốt cho con cái mình bây giờ em chỉ ao ước có được một chiếc xe máy dành cho người khuyết tật để đi lại chiếc xe ấy sẽ giúp chúng em đi lại nhanh hơn khi cần ra thị trấn làm thuê nhất là khi vợ con ốm đau phải đưa đi cấp cứu chị hậu cũng tâm sự vì cả hai vợ chồng đều thấp bé yếu người nên cuộc sống cũng nhiều khó khăn nhưng hai anh chị đều xác định là dù phải làm thuê làm mướn thì cũng cố gắng để không làm khó người thân và sống thật hạnh phúc là gia đình lùng nhất Việt Nam bốn đời vẫn không thoát khỏi lời nguyền. Quý vị tín giả thương mến về đến khu vực gần chợ bà Rén, nằm trên quốc lộ 1A qua địa phận huyện Quế Sơn ở tỉnh Quảng Nam hỏi, nhà những người lùng ai cũng biết, nhưng khách không phải nhọc công, chỉ cần đợi một lúc, thế nào cũng có một vài chú lùng đi ngang qua, cứ thế mà theo họ về nhà. Nằm trong con hẻm nhỏ, cách đường khoảng 200m, một ngôi nhà nhỏ bé là nơi sinh hoạt của đại gia đình người lùng họ Lưu. Người cao tuổi nhất là ông Lưu Quân, 84 tuổi với chiều cao 1,08m và bị tật bẩm sinh cả hai chân. Ông Quân có 6 người con, lần lượt là các anh Lưu Quạng, 58 tuổi, cao 1m3, Lưu Trịnh, 48 tuổi, cao 1m29, Lưu Tám, 40 tuổi, cao 1m27, Lưu 10, 38 tuổi, cao 1m25, Lưu Hai, 37 tuổi, cao 1m1, cô con gái Úc Lưu Tiện Hoa, 35 tuổi, cao 1m1. Người cao nhất nhà là bà Phạm Thị Điển, 85 tuổi, vợ ông Quân, được 1m33. Bà Điển cho biết trước đây cụ Lưu Luyến, thân sinh ông Lưu Quân cũng chỉ cao 1m15. Cụ Luyến lấy vợ tuy không lùng nhưng vẫn sinh ra những người con thấp bé. Thời chiến tranh loạn lạc chết chóc, gia đình lần lượt chỉ còn lại mỗi ông Lưu Quân. Nhìn thấy ông Quân coi cúc một thân một mình mưu sinh bằng nghề quét rác ở chợ Bà Đén, bà Điển kỳ ấy mới đem lòng thương yêu. Tuy nhỉnh hơn ông Quân nhưng bà Điển cũng không phải cao nên ông Quân tuyệt nhiên không chịu nhắm đến. Nhưng về sao trước tấm chân tình của người đàn bà vốn qua một đời chồng, ông Quân mới chấp nhận. Thôi tiền nội nào phun nấy, họ về sống với nhau nhưng không muốn cụ bà này mũi lòng. Ông Quân giải thích trong tiếng nức nghẹn, ước mơ lớn nhất trong đời tôi là cải tạo giống nồi. Gia đình tôi bốn đời đều mang tiếng lùn đau khổ lắm. Rồi ông nói tiếp, tổ tiên nhà tôi không lùn, chỉ đến đời cha tôi mới bắt đầu lùn thôi. Khi còn sống cha tôi dặn là phải bằng mọi cách cải tạo giống nồi. Thế nhưng lùn cứ vẫn lùn, buồn lắm. Khi đến thế hệ thứ ba của mình, ông quân giao hẳn mục tiêu cho các con, phải bằng mọi cách chinh phục cho được những người cao hơn mình ít nhất hai găng tay, tương đương 40cm. Tuy các con ông quân lùn nhưng may mắn, trời vẫn cho họ khuôn mặt sáng sủa thông minh, tính tình thật thà nên khả năng kiếm vợ cao hơn mình không khó. Năm 1984, anh Lưu Quảng kết duyên với chị Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1967, một cô gái cùng làng có với nhau sáu mặt con nhưng đôi vợ chồng này chỉ sinh được một cháu giống mẹ cao một mét rưỡi năm đứa còn lại đứa lớn nhất 28 tuổi nhỏ nhất 16 tuổi chỉ cao chưa đầy một mét hai người con trai còn lại cũng lần lượt lấy vợ nhưng thật buồn trong số 9 đứa con của trịnh và 8 chỉ có hai đứa trẻ con đầu của hai người con có chiều cao nhỉnh một chút bảy đứa trẻ tiếp theo bị lùng đôi chân lè khòe sát mặt đất Nhìn vào đàn cháu đông đúc nhưng thấp bé, ông quân buồn rầu nói, tụi nó nhỏ người rứa, chứ đã nhiều tuổi lắm vì mọi người đều lùng nên đồ đạc cũng ngắn ngủn. Trong nhà, ngay cả chiếc giường 2 mét cũng được cưa bớt chân cho thấp xuống để bảy người ngủ chung. Nhiều người cứ chọc ghẹo chúng tôi, nhìn giống như chiếc giường của bảy chú lùng trong chuyện cổ tích. Thế nhưng khát vọng cải tạo nồi giống luôn cháy bỏng trong gia đình này và họ lại đặt niềm hy vọng vào anh con trai lưu 10 đang biệt mài làm bướng hy vọng kiếm được vợ cao hơn mình. Đời không như cổ tích với những chú lùng Những chú lùng sống trong ngôi nhà thấp nhỏ nghèo nàn như trong chuyện cổ tích Nhưng cuộc đời họ lại không kết thúc có hậu như thế giới thần tiên Cái nghèo truyền kiếp gia đình họ Từ bốn đời nay, mặc dù họ tốt bụng chăm làm nhưng cuộc mưu sinh luôn gặp nhiều khó khăn Trước đây bà Điển phải dậy từ tờ mờ sáng ra chợ bà kén Bồng heo thuê kiếm tiền còn ông Lưu Quân cùng các con đứng ngay bên hông chợ, chờ ai gọi khuôn phát hoặc kéo xe bò chở thuê các loại hàng hóa vật liệu xây dựng, phân bón thì nhận. Ngoài ra, gia đình ông Quân còn phụ trách luôn việc quét rác, dọn vệ sinh ở khu vực chợ Ba Rén. Sau mỗi ngày làm việc cật lực, tổng số tiền của các thành viên khoảng hơn 100.000 đủ để mua gạo, mắm muối. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, công việc bỗng chốc bị xào xáo khi ông Lưu Quân và anh Lưu Mười bị chứng đau gan hành hạ. Thêm nữa, tuổi già sức yếu, ông Quân cùng vợ không đi kiếm tiền được nữa, nên chỉ trong mức trợ cấp người cao tuổi 180.000 đồng trong một tháng. Số tiền đó không đủ để trang trải tiền thuốc thang cho hai người bệnh thời gian đầu cả nhà còn cố gắng chữa trị cho hai cha con đều đặn nhưng dần già tiền hết họ đành cay đắng nhìn cảnh người thân đau đớn vì bệnh tật bà điện nói cơm cũng không có mà ăn lấy đâu tiền mua thuốc vì vậy các khoản chi tiêu còn lại đều đặt cả lên đôi vai những người con khỏe mạnh nhưng họ còn phải lo cho tổ ấm nhỏ với đám trẻ lóc nhóc nữa vậy là đói gia đình ông quân thiếu ăn thiếu mặt quanh năm nhiều lúc bức bách quá, bà điện phải gắn gượng ra chợ, đi xách nước thuê rồi xin nước cá dư thừa ở khu chợ về bán lại cho những người nuôi heo, lấy tiền đông gạo. Đến khi trái gió trở trời, bà lại nằm ở nhà trên la nhức mỏi, kéo theo không ít lần mọi người phải nhìn đói đến lã đi. Hiện tại cái đói, bệnh tật không chỉ đe dọa gia đình lùng từng ngày mà nỗi khổ nơi chua ra chưa vào cũng đang bắt đầu xuống cấp theo thời gian. Mỗi mùa mưa tới, căn nhà 50 mét vuông gió lụa tứ phía khiến 15 con người lùng tá túc trong đó cứ nơm nớp lo sợ. Ông Nguyễn Khẳng, trưởng thôn Bà Rén cho biết, gia đình này thuộc hộ đặc biệt khó khăn của thôn, sống trong căn nhà nhỏ không có gì đáng giá. Bao năm qua, cuộc sống của họ cứ như ngọn đèn dầu trước gió. Điều đáng nói, dù nghèo nhưng gia đình ông Quân ăn ở nghĩa tình, không bao giờ làm mất lòng ai, lại hay giúp đỡ mọi người nên được mọi người quý mến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.